Nếu anh có thời gian thì gọi em một chút nha. Không có chi đâu, tại nhớ anh nhiều lắm. Trời trở lạnh rồi, chỗ em đang rét đậm, còn thành phố anh nghe nói tuyết cũng rơi. Em sống tuổi này chưa thấy tuyết trên đời, nó có đẹp không? Vì thế nào anh nhỉ? Nỗi buồn trong chúng mình to ghê mà trốn kỹ, nên mỗi lần gọi về toàn thấy nụ cười thôi. Lúc em rảnh trang thì anh đã ngủ rồi, còn lúc anh cần em lại đang làm việc. Một năm qua rồi, lòng mình như gió tuyết, đếm tiếng thở dài trải trên những missed call. Lòng của chúng ta như sóng ở trên hồ, trông rất tĩnh yên mà thẳm sâu vô đáy. Em chẳng hân hoan như điều anh luôn thấy. Trả lời ổn mà, là giả dối đúng không? Nếu mình tin còn nhau ở trong lòng, khi thấy Miss Cole hãy thư em một chút. Thật là bối rối khi mình yêu xa, và thật là thiếu kiểm soát khi chúng ta không biết chừng nào gặp lại. Bởi tình hình nhạy cảm trong 2 năm gần đây, những người yêu xa thường dựa vào lòng tin để tạo thành sợi chỉ đỏ nối nhau lại giữa những khoảng cách lên đến hàng chục nghìn km. Ngoài màn hình điện thoại, tin nhắn, những dòng chữ, email, chỉ có thứ vô tình và vô hình như suy nghĩ và sợi chỉ đỏ lòng tin ấy để kéo chúng ta lại. Mà nói là một sợi chỉ nên thật khó để mà giữ nó thẳng thớm, chắc chắn, dẻo dai, đặc biệt khi có hàng nghìn cân mà treo lên sợi tóc thì số phận của nó cũng thật là mỏng manh. Tôi thương cho những người yêu xa, bởi vì mình cũng đã dành một nửa trái tim cho một người ở bên kia đại dương, mà mỗi ngày qua đi, cả hai đều chỉ sống bởi lòng tin, bởi sự cổ vũ, bởi sự động viên và bởi những lời hứa lặp lại. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh mong gặp lại em. Em nhớ anh. Anh nhớ em. Em ngủ chưa? Hôm nay có gì vui không? Anh sẽ kể cho em nghe câu chuyện này. Thôi mi ngủ đi. Những con người vững chãi nhất cũng khó để mà giữ lòng họ luôn thăng bằng trước những cơn khát tình yêu. Giống như người đi trong sa mạc lâu ngày, bỗng thấy một cây xương rồng hay một con lạc đà cũng nghĩ là ốc đảo, cũng dễ dàng rung động. Người nhịn khát lâu ngày thấy nước như là thấy cả thế giới, thấy cả vũ trụ, thấy cả kho tàng. Còn người thiếu thốn tình yêu lâu ngày
thì thấy một bàn tay chìa ra. Cũng ngỡ là định mệnh. Khó khăn cho người yêu xa quá phải không? Họ phải tin một điều mà chính họ cũng không biết là nó có thể xảy ra hay không. Thôi thì chúc cho những người yêu xa có được đủ bằng chứng để lòng tin, chứ không chỉ là lòng tin, họ còn có những tín hiệu, họ còn có những vật chứng dẫn đường, như hoa, như nhẫn, như những chiếc thiệp viết tay, như những quyển sổ có dán đầy ảnh kỷ niệm của cả hai, như lời bào chữa rằng có rất nhiều những cám dỗ xung quanh, nhưng trái tim anh chỉ mong được cùng em là người bạn đời đi hết con đường này. Chỉ mong cho những người yêu xa thấy tuyết mà tự mặc áo ấm, thấy buồn mà tự vỗ về mình, thấy lạnh nhạt mà tự hỏi vấn đề nằm ở đâu để cùng nhau giải quyết. Chỉ mong cho những người yêu xa thấy nhau bởi trái tim, chứ không phải là những icon. Em ổn mà. Chúng ta làm sao mà ổn được khi mỗi ngày chỉ có thể trò chuyện với điện thoại. Quá nhiều những niềm vui để chia sẻ, nhưng lại thiếu đi một nửa trong tâm hồn. Con người làm sao tồn tại nếu mà thiếu tình yêu? Chúng ta không ổn. Và giá như chúng ta có thể thú nhận thật với nhau rằng mình không ổn ở chỗ nào. Đúng không anh? Đúng không em? Những đám mây tiễn người ấy ra đi, biến thành nước, gột sạch trơn thành phố. Những con đường mùa thu vàng lá đổ, biến thành tranh, treo khô quắc trên tường. Có vài người quy chụp những nhớ thương, thành tiếng nhạc, gãy tan tình tan tính. Có chàng trai nghĩ rằng mình bình tĩnh, đủ thoát ra từ chính giữa lưới tình. Ấy vậy mà nước mắt lại lung linh trước cô gái đã quen rồi khô cạn. Có những ngày chúng ta từng là bạn, khăng khít nhau như biển sóng với thuyền. Có những ngày ta tin tưởng nhân duyên, ta kể hết cho người bằng say đắm. Rồi sau đó tàu đi muôn ngàn dặm, về những nơi cũng có biển trên đời. Ta trên bờ dần hiểu được biển khơi, rằng có kẻ đi nơi nào cũng được, cũng có người không biết sau biết trước, chọn một nơi thì sống đến trọn đời. Biển và thuyền không phải một cuộc chơi, cũng không phải chuyện ở đời ở kiếp. Chỉ là thuyền đôi khi cần đi tiếp, còn biển khơi cũng đâu chỉ một thuyền. Hãy cứ yêu đi, dù là yêu gần hay yêu xa, yêu đơn phương hay đã về một nhà. Chẳng phải được thú nhận với trái tim mình rằng có ai đó trú ngụ ở trong như một ốc đảo tự thân ấm áp, như thế đã đủ rồi sao?
một ngày tốt lành vào sáng mai. Liêu Hà Trinh.